Chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm nuôi võng tự đưa. Nuôi võng tự đưa có nghĩa là khi mà các bạn dùng sản phẩm này thì các bạn không phải dùng tay để đưa lôi nữa, mà nó sẽ tự động đưa đi đưa lại. Sản phẩm các bạn nhận được sẽ gồm như này: một cái võng xếp. Cái võng xếp này thì là khi mà rất là nhanh đúng không? Chỉ là trong vòng 2 phút là xong. Các bạn đang lắp lôi lên thì các bạn cấp bốn nguồn. Đây là cái bộ đồ nguồn gọi là điện tử. Thì các bạn cắm nguồn này vào điện lưới các bạn đang dùng. Còn một đầu thì cắm vào máy đưa luôn. Nhưng mà nếu mà có vấn đề thì không đưa được là có vấn đề
Ngoài ra cái lô này còn một cái bộ phận ở bên dưới này mình chơi đấy, nó có một cái rất là hay, mình thấy cái lô này rất hay là cái ưu điểm là nó có cái tấm 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 đạn này, khi mà bé có thể là các em bé nhà bé dầm ra thì là cái nước nước tiểu của bé nó thấm hết xuống dưới, nó không bị thấm người em bé không bị lạnh không bị ướt, rất là tốt. Còn nếu mà các bạn bé không thích ăn luôn thì các bạn tháo luôn, mua hàng thì liên hệ với số điện thoại mình.